AMD Radeon của Sapphire. Anh em biết rồi thì... Ồ, cái này nhỏ xinh quá vậy. Đây của em xem như nào nhá, xem có nhỏ xinh. Cái quạt sắc thế, tí không đứt tay. Đây chị dưa cho mọi người xem đi. Ui, của em nhá, 6 triệu rưỡi, có cả backplate nhá. Của chị 6 triệu rưỡi, dở thế. Này, bên này brand nổi hơn nên là mà cùng giá tiền chúng ta được ít hơn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với buổi livestream hàng tuần thứ 6 của Hacom. Cái lý do của cái bộ này xuất hiện ở đây đó chính là cái trong tầm giá 15 triệu là một cái bộ máy rất là phù hợp, đúng không ạ? Bây giờ chị nghĩ là nếu mà tiêu tiền đúng không? Cái mức khởi điểm của một bộ máy gaming là bao nhiêu tiền? Chị nghĩ là 20. 20 à? Em nghĩ rằng mọi người chỉ tiêu khoảng tầm 15 triệu thôi. Chắc là tại chị đi làm rồi. Vâng, đúng rồi, chắc tại chị sinh làm. Viên thì 15 thì hợp lý. Đa số mọi người kiểu cả học cả đi làm cũng kiểu thì người ta em nghĩ rằng trung bình là 15. Ừ. Tầm 15 là khởi điểm của một bộ gaming. Tiếp cận được. Đó, thì trong tầm 15 triệu mình có thể build được hai chiếc card màn hình. Một là chiếc AMD Ryzen chiếc AMD Radeon RX 6500XT, hai là chiếc gì đây chị nhỉ? 1650 đúng không? Đúng rồi, hai chiếc cảm mình đang có mức giá rơi vào khoảng tầm 6 triệu rưỡi tùy vào các phiên bản có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Đấy, thế nên là hôm nay mình muốn thử thách xem là liệu rằng với mức giá là 15 triệu thì chúng ta có thể build được một bộ máy như thế nào, một bộ máy ra sao và so sánh giữa hai cái con cạc này thì con cạc nào đáng hơn trong tầm giá của nó. Ok, hãy cùng bắt đầu nhé. Vâng, con cạc. Đấy. Rồi, về chiếc mainboard. Nói chung là đấy, với bộ 15 triệu này thì các bạn sẽ chọn được một cái SSD 128GB. Ừ, bây giờ mình mở ra hai chiếc mainboard xem D và E nó khác gì nhau nào. Rồi, để chị tìm điểm khác biệt nhé. Chơi okay, trò chị. Tìm điểm khác biệt đúng không? Giữa hai bức tranh. Còn máy này. Điểm khác biệt đầu tiên chị nhìn thấy đó là chỗ gắn ổ cứng. Ổ cứng. Cái này của em nó là một cái nút cái như này, còn của chị thì phải gắn một cái ốc. Ok, đây. Rồi. Đưa cho chị xem nào. Đây. Tức là cái này của đây, chị đã này được này. Cái này của chị đã gắn sẵn hai cái ốc khác rồi. Ừ. Nhưng mà lại không có cái táp này như đúng của rồi, em. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thế nên là cái này Hoàng chỉ cần lấy ổ cứng vào sau ấn vào phát là xong, còn đúng mình rồi. Sẽ phải tìm một cái ốc 12 để gắn vào. Thứ hai nữa đó chính là cái layout của cái này. À, ui dồi ôi. Cái không con D, không? Cái con D của mình nhá sẽ chỉ có VGA và đây là cổng serial. Đó. Là cổng gắn cổng serial và cổng đúng rồi, cổng ngày xưa. Còn của chị còn có cả HDMI lẫn display port luôn. Em không có. Em không có. Có, em bị sao đấy? À, có mỗi HDMI thôi, không có display port. Được chưa? Đấy. Thế thì tức là chị Phương có lãi thêm được một cổng ở display port. Một cổng xuất hình, ok. Đấy. Còn cái điểm gì khác nữa không? Chắc là còn không. Còn điểm gì khác có vẻ như là không rồi, hết rồi, hết điểm khác rồi đấy. VRM nhìn trông có vẻ tương đương nhau này, nhìn trông cũng giống nhau y hệt này. Còn RAM rủng cái kiểu cũng giống nhau này. Khe à, có thêm một khe PCIe, tức là con của em xịn hơn con của chị. À nhầm, con của chị xịn hơn con của em. Đúng con rồi, em có thêm cổng xuất hình này, có thêm cả một khe PCIe nữa. Đó, cái này là 1x à? 2x. Đây là không, đây là 1x. Bộ PC này, hai bộ PC có chơi được Fortnite không? Có nhá, hai bộ PC này có thể chơi được Fortnite. Anh em bật performance mode lên là kiểu gì, FPS cũng rất là cao luôn. Công nhận, em phải công nhận một điều là cái chân này của thế hệ cũ ấy, nó khá là dễ lắp vào. Nó ngắn quá. Nó không, cái lực nó ít hơn. Cái chân của thế hệ mới nó cứng lắm. Cái kiểu cái chỗ chỗ gạt ra. Chỗ gạt ấy. Đúng rồi, nó dày lắm ấy. Nó cư xử rất là dày. Chúng ta sẽ có đây là một kit rất là thân quen với rất nhiều anh em này. Đó chính là kit Trident Z RGB. Đây là kit của G-Skill. Đây là 2 thanh RAM của G-Skill. Với mức gọi là tổng cộng là 16GB, 2 thanh 8 và mức bus là 3200. Nhưng mà vì đây là H510 thế nên là tốc độ của nó chắc chắn là sẽ không thể nào bật XMP được. Cho nên là mình chạy ở default thôi. Ok, hai bộ máy, hai chiếc RAM của mình đã được lắp vào rồi. Em lắp từ từ thôi. Kit RAM này nó rất là đẹp về một cái số điểm, ví dụ như là cái giải RGB của nó. Chị không thích lắp cái kit RAM như thế nào, tại vì cái chỗ này ấn tay khó. Ít ra là không phải, bây giờ chị phải cảm thấy vui mừng là vì bây giờ là chị đã biết được cách gắn RAM và không còn bị gắn nửa vời nữa. Đúng không? Trước chị gắn nửa vời là do chị không dám ấn lực thôi. Đấy, thì bây giờ chị không dám ấn rồi. Mình bị ghê tay ấy mọi người, ấn kiểu cứ sợ quá đà không gãy. Tại vì là đây là chiếc main của hãng. Mấy cái đồ mà mình livestream này thì là đa số tức là gần như là 100% là đồ của hãng có sẵn, tức là mình cũng mượn của hãng. Còn đâu thì nếu mà những đồ khác thì rất là thường là có cái đồ gì đâu trên studio của mình. Ví dụ như là nguồn thường hay là trên studio của chúng mình này, hoặc là những cái đây anh kỹ thuật cho một cái này. Cái tủ PUBG trời ơi, lúc nào mình cũng muốn là chơi PUBG hết á, nhưng mà bởi vì là khi mà dạo này mình vẫn thấy tình trạng mạng gọi là của Việt Nam nói chung luôn ấy, của Hà Nội nói chung luôn ấy là rất là tệ. Thế nên là khi mà bọn mình bình thường, bọn mình chơi game test game bình thường ấy thì được, nhưng mà khi vừa livestream và vừa test game online thì nó rất là khó ấy mọi người. Nó bị thế lag. Nên là nó còn chả bật lên PUBG. Buổi chiều khi mà cài game vào trong ổ cứng thì ok chơi được. Tải tốc độ 10 MB/s như bình thường. Nhưng mà đến lúc tối thì lại không thể nào mà bật game lên được. Nhưng là những tựa game online thực sự là bất lực. Mình đang xài card RX 6500 XT 4GB GDDR6, tình trạng là
bị đít ra ngoài và hiện cửa sổ báo lỗi. Có nào khắc phục, hãy cài phiên bản driver gọi là recommended nhé. Và gỡ, đây đầu tiên là dùng DDU, tức là Display Driver Uninstaller, để vào trong Safe Mode để có thể gỡ driver của bạn một cách hoàn thiện nhất, một cách 100% nhất. Tiếp theo nữa là cài phiên tìm tải phiên bản driver mà gọi là recommended nhé, chứ không phải là phiên bản latest, tức là phiên bản gần nhất, mà tải phiên bản recommended của AMD và cài cái phiên bản đấy. Chứ đừng, với những cặp của AMD thì không nên cài những cái phiên bản driver mới nhất, vì đấy là những phiên bản như là bản trial, bản beta ấy. Đấy, còn nên bản em mới để như này đúng không? Đúng rồi, sao như thế đúng không? Bạn Tùng Dương Vũ, em có con kiểu văn phòng nhìn ngán quá, em độ Mica nhồi khoảng 7 quả led. Ui rồi, nhưng mà thế thì airflow ở đâu? Thường những cái vỏ cây văn phòng ấy nó sẽ không có airflow gì cả, nó không có lỗ hở gì hết, mà bạn độ 7 quả led vào thì cũng chả không biết hút gió ở chỗ nào hết, mà đặc biệt là mà bạn mua quạt Cool Moon nên mà lấy quạt rầm rầm vậy thì chắc chắn không có đâu. Hứa. Dạ anh cho em hỏi là, bạn Tài Huỳnh bảo là dạ anh cho em hỏi là con chip nào đi ngon với 2060. 2060 đi ngon với rất nhiều các loại chip. i3-10000, i3-9100 là một con tối thiểu. Nhưng mà ấy, 9100 sẽ có một vài những điểm limit như sau. Đầu tiên đó chính là sẽ bị FPS, FPS sẽ bị thấp hơn trong những tựa game như là CSGO. À không, trong những tựa game như là Valorant, à, Apex Legends hoặc là Warzone. Tại vì những tựa game đấy không chỉ nặng về CPU mà còn nặng về cả, à không chỉ nặng về cam hình mà còn nặng về CPU. Thế nên là chắc chắn là CPU sẽ bị dùng 100%. Thứ hai, với những tựa game AAA ví dụ như là Shadow of Tomb Raider, kiểu gì cũng 100% cả CPU lẫn cặp, cả CPU nhá. Thế nên là khả năng cao sẽ bị nghẽn ở những tựa game đó. Thế nên là tối thiểu mình nghĩ rằng nên sử dụng đó chính là chiếc CPU i5-9400 đó và trở lên. SSD NVMe có nhiều hơn SATA, có hơn SATA nhiều không ạ? Hơn về tốc độ, nhưng mà về độ delay thì so với cả con một con SATA thì cũng không quá là nhiều. Được. Các bạn đang tầm hỏi 3 triệu là con hãng như nhau ấy. Các bạn đang hỏi lại vỏ mã vỏ cây kìa. Con của bên Phương đang lắp đó là con Galaxy Revolution. Revolution. Revolution 05, còn con của Hoàng là bao nhiêu đấy? Lux M3FR. 3FR có nghĩa là 3 fan ấy. 3 fan RGB ấy. 6500 đi cùng với cả 10000 i3-10000 sức mạnh giảm đi so với có nhá. Có giảm đi so với thế hệ 12 nhá. Tại vì thế hệ 12 là PCIe 4.0. Thế nên là chắc chắn là sẽ bị giảm đi nha. Lấy một cái SATA cắm vào là xong à? Lấy một cái SATA cắm vào. Lấy một cái Molex đúng hơn là SATA. Wow. Đem đem. Của em to hơn. Đây chị dơ cho mọi người xem đi. Ui, của em nhá, 6 triệu rưỡi có cả backplate nhá. Của chị 6 triệu rưỡi dở thế. Này. Thế là do sự thương hiệu ấy. Branding ấy. Do brand name ấy. Bên này brand nổi hơn nên là mà cùng giá tiền chúng ta được ít hơn. Từ từ cất luôn cái này đi Hoàng. Trời ơi cái này. Mua case và card có được hỗ trợ chuyển linh kiện cây cũ sang có nhá. Chúng mình hỗ trợ thoải mái nhá. Bạn đem lại cho chúng mình lắp lết các kiểu đầy đủ nhá. Anh em phải biết là chúng mình, dù anh em không mua cây ở đây, không mua đồ ở đây, anh em vẫn có thể đến Hacom chúng mình để làm gọn vỏ cây cơ mà, để dọn vỏ cây, để thổi bụi các kiểu cơ mà. Vệ sinh là không PC. Vấn đề gì cả, anh em cứ mua đồ, anh em đến lắp bên chúng mình. Nói chung là cố gắng ủng hộ chúng mình vài đồ cũng được, không sao. Nhưng mà nói chung là chúng mình cung cấp dịch vụ đấy miễn phí, for free. Rồi, máy của tôi có chạy hay không? 1, 2, 3. Sáng luôn. Dạ vâng, sáng vội, sáng ngay tại chỗ, sáng cả làng, cả xóm luôn. Cả RAM, cả quạt, cả tản nhiệt luôn. Đấy, đã sáng đầy đủ, đầy văn đủ từ đầu tới cuối rồi. Các màn hình thì nhìn trông cũng khá là đẹp đẽ đấy. Sapphire RX 6500 XT, mức giá 6 triệu rồi. Khá hợp lý. Bạn Dũng Khống bảo là em mua lẻ PNI 3060 được không? Tất cả những chiếc cảm hình của mình đều được bán lẻ hết rồi nhá. Không chiếc cảm hình là bán gọi là độc quyền hết rồi. Tất cả đều được bán lẻ. À không lên. À đây. À. Ui đẹp ê. Ui đẹp hơn nha. À ừ, nhờ vỏ cây của chị là vỏ to hơn ấy. Với cả led. Với cả chị có 4 quạt đấy chứ không phải chỉ là 3 quạt. Của em chỉ có 3 quạt thôi. Đẹp ê. Ủa chỉ là 4. Đẹp. Led này đẹp nhá. Đấy nhá, chọn chuẩn quạt chưa? Là chọn chuẩn vỏ cây. Quả led của tản đẹp đúng không ạ? Hiệu năng của 6500 RX 6400 tương đương với con nào? Khả năng cao là với cả 1060. Thì con này rất là hợp với những cả những anh em nào mà chơi những cái bộ máy kiểu chỉ để liên minh ý. Mấy cái vỏ cây, những cái vỏ main, những cái bộ máy chỉ để chơi liên minh huyền thoại này, chơi CSGO đơn giản ấy thì khá là ok. Chứ nếu mà những cái anh em nào mà chơi kiểu Apex, Apung, Warzone, Warzone thì 6400 không hề có thể đáp ứng được đâu. Chắc là như vậy. Của mình đây này, anh em thấy đây 266 đấy, tại vì là của mình là H510 và cái mức xung cao nhất của chiếc RAM mà cái CPU nó có thể chạy được là 266. Với chị Phương cũng như vậy. Đây, quay cho chị Phương này. Đây, chị Phương đấy, cũng như thế luôn, cũng là 266. Thế nên là đảm bảo rằng anh em không thể chạy được 3200 mặc dù anh em có cam kít 3200 vào.
Rồi, thôi. Đấy là do main boss. Tại do main boss đấy, tại do in theo. Đấy, tại do in theo. Ok. Bây giờ thì hãy bắt đầu vào test game thôi nhỉ. Chị Phương có thể em muốn chơi game gì? Nào. Chúng ta hãy chơi tựa game bắt đầu bằng test gì đây nhỉ? Sao không thấy? CS:GO đi. CS:GO nhá, phải CS:GO trước nhá. Sao em vẫn chưa vào được game vậy? Em mặc len hay mặc gì ấy? Thì tự đi bà chị. À mà là em đây là ấy mà, đây là game offline mà. Game online mà chơi. À vậy à? Ok nhá. Chị Phương ở bên máy của chị Phương là 256, 230 mấy gì đấy. Nhưng mà của mình chỉ có 180 mấy thôi, tới 190 mấy thôi. Ủa tệ vậy? Đây, mình setting vẫn EVLO như chị Phương nhá. Về CPU thì giống nhau. Ừ, và đồng thời một cái điểm nữa là cái con cạc của mình đang bị sử dụng nhiều hơn nữa. Thế chứ. Ây da, vậy có vẻ như là đang có gì đó khả nghi ở đây. Và có vẻ như là mình đang thấy là cái hiệu năng của chiếc CPU, chiếc cạc mình này khi mà kết hợp với cả PCIe 3.0 đã tạo nên một cái sự kết hợp cực kỳ là không hoàn hảo chút nào cả. Điều con cạc của em á? Con cạc của em là PCIe 4.0 X4 mà bây giờ lại gắn 3.0 X như này. Thì nó bị bóp hiệu năng. Nó bị bóp hiệu năng vậy. Cực kỳ là bóp hiệu năng luôn. Đúng rồi, hai bộ máy thì một bên là cùng là i3 10100 và 16GB RAM các thứ kiểu, nhưng mà một bên là 1650 và một bên là 6500XT. Đấy, thì mình đang xem là liệu rằng với cái PCIe 3.0 và mức tiền 15 triệu thì con nào ngon hơn. Display và graphic này của mình hiện tại đang ở mức là highest, cao nhất. Thì mình thử xem nó như nào. Một cái điểm mà mình muốn anh em để ý đây này, cùng với mức 6.5 triệu mà của chị Phương là 64 độ. Của em là 53 độ. Của em mát hơn. Đấy, của em rất là mát. Watt xem nào, watt của cái watt cạc. Watt của em á, cạc của em tốn... không, nó không hiện ở đây, anh điện không chung chỉnh ở đây. Tí nữa chắc phải ra ngoài. Thì lát là 100% rồi. Nhưng mà lốt được 100% rồi, 99% 100% rồi. Chị nhé. Nhưng mà đây này, đây là cái trường hợp mà dở đây này. Con CPU của mình đang, con i3 ấy, với cái tựa game này ấy, với cái cạc này nhá, mà nó đã 100% CPU rồi. Lên 3.0 nó vẫn 100% tiết, nó vẫn còn 100% bên này cũng 100% em ơi. Đây mà, thì con CPU này đang bị nghẽn so với tựa game rồi. Ok, kết quả đã có rồi. Với bộ máy này, highest chúng ta sẽ được là 49 FPS. Và với bộ này chúng ta đạt được là 48 FPS. Vẫn thua thôi. Thua 1 FPS thì em cũng không coi nó là thua. 1 FPS thì không coi là thua. Nhưng bây giờ sẽ chuyển sang một tựa game khác đi. Xem có tựa game nào nữa không. Điều em bám vào tuyết mà nó không trơn trượt, nó tuột tay ra. Điều thật. Công nghệ đấy ngon nhá. Ô, có người rồi. Bây giờ phải đi sang đâu bây giờ? Xong rồi, thế là hai thằng này chuẩn bị đi đấm nhau nhá. Xong chém. Đấy. Xong thế là chết luôn. Ok, về thì mức FPS hiện tại, đây, chiến thắng của 6500XT đây rồi. Chị Phương, này, nhìn này, 66 FPS trong khi của chị là 57 FPS. Ok. Đấy. Nhiệt độ thì sao? Nhiệt độ thì bằng nhau, chả hiểu sao. Có vẻ như là trong cái tựa game này thì cái con cải phải thực sự được bung lụa. Được. Đấy, thế cuối cùng 30 nó không vẫn mua hơn nhỉ. Vấn đề là 3050 là 9-10 triệu cơ mà, trời ơi. Con này chỉ có 6.5 triệu thôi, con kiệu 6.5 triệu thôi, trời ơi. Vậy là trong tựa game God of War thì... Nhưng mà đây một xanh trong ấy thế. Cái game nào chiến thắng? Trong God of War thì 6500XT chiến thắng. Thôi nói chung là chị Phương thấy là cái con cạc này thì chị thấy thế nào? Thấy nói chung là em thấy cái hiệu năng của nó cũng khá là ổn áp đấy. Chị Phương... nhưng mà nếu mà được chọn thì chị chọn con nào? Con này. Con này, tại sao? Hiệu năng tốt hơn. Năng tốt hơn. Màn hình không quan trọng như vậy á. Thực ra thì nếu mà để nói hiệu năng tốt hơn đúng không? Thì nó cũng không quá là nhiều, nó chỉ chênh có tầm 10%. Ôi, chị đánh chết nó rồi này. Nó chỉ chênh khoảng tầm 10% thôi. Đấy, trong khi mà chị Phương lại vẫn có thể chơi những tựa game tương tự như vậy mà cái mức nhiệt độ thì nó cũng tương đương nhau, con này mát hơn tí với cả xung nó cao hơn. Thế, nhưng mà nếu mà anh em mà có một bộ máy PCIe 4.0 thì chắc chắn rằng là con này sẽ mạnh hơn một tẹo nữa so với cả con này. Và hy vọng là một ngày nào đó mình có thể test được, tức là cắm hai bộ máy 4.0 mà. Lúc đầu là mình bị build với cả 12 i3 thế hệ 12 chứ. Nhưng mỗi tội là ok mình đã không có chuyện này. Rồi. Ok, thì cái bộ hai bộ máy đây được chúng mình đã cắm test và lắp lên để so sánh xem hiệu năng như nào. Vậy thì với thế hệ thứ 10 hoặc là thế hệ thứ 1, thế hệ thứ 10 thì chiếc cạc màn hình của chúng ta ở đây đang chạy có vẻ yếu hơn cả chiếc 1650 mặc dù nó có cùng một mức giá. Nếu mà anh em muốn tận dụng 100% hiệu năng con này ấy, thì nên là đầu tiên là thế hệ thứ 11 cộng với cả B560. Tiếp theo nữa đó chính là sử dụng hoặc là BH510 cũng được, nhưng phải là thế hệ thứ 11 nhá. Tiếp theo nữa đó chính là sử dụng với một cái Gen 4, bắt buộc là phải Gen 4 thì mới có thể tung lụa được con này. Chứ bây giờ nó đang chạy ở Gen 3 X4 ấy, nếu mà mình bật HWinfo lên, Đấy. Rồi thì nếu mà anh em nếu có thể chọn đúng một cái main có khi con này vẫn hiệu năng vẫn hơn đấy. Con này á? Có khả năng vâng. Tại vì hiện tại con CPU thế hệ 11 chắc chắn nó sẽ hơn, tại vì con H510 này có PCIe Gen 4. Đấy. Thế, nhưng mà nói chung là
Bây giờ không quan trọng nữa rồi. Con này đã thua ở gen 3 và gen 4 thì chúng ta cũng chưa biết nào. Hy vọng rằng tương lai mình có thể lắp được hai bộ dung dịch như này với gen 4 và để xem hiệu năng nó như thế nào. Còn nếu mà anh em có bất kỳ gọi là cái gợi ý, bất kỳ những cái mong cầu gì về livestream thì hãy thả ở phần comment nhá, chứ đừng phải là thật phần chat đó. Có nghĩa là bây giờ khi mà mình đang live trực tiếp các bạn chat thì khi nào mà hết live nó sẽ mất, còn khi nào mà các bạn xem lại sau khi kết thúc livestream thì các bạn comment thì nó sẽ còn lại ở phần comment để chúng mình có thể xem được á. Thì đấy, ý Hoàng là các bạn hãy comment ở đấy để recommend cho chúng mình những cái cấu hình, những cái giá tiền như nào mà các bạn mong muốn để chúng mình lắp ở những cái livestream lần sau. Rồi, và xin cảm ơn anh em đã xem livestream này và hẹn gặp anh em tại một livestream tiếp theo nha. Bye bye. 15 vô địch.